Thôi mình có việc, mình phải về đây. Ê, khoan đã, khoan đã. Không phải tự nhiên tớ nhớ ra cái câu hỏi lần trước mà mẹ hỏi mà tớ không biết. Điểm cực Bắc nằm ở đâu vậy Yumi? Bộ bạn thử mình đó hả? Không có, tại tớ không biết mà, tớ hỏi bạn thôi. Ở đâu vậy? Thì ở Sapa, Lào Cai, chứ đâu? Sapa, Lào Cai. Oh, cô hỏi trả lời hay quá vậy. Không, không thôi chứ. Ông mấy bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa được không? Là khoan khoan về nhá. Bây giờ là Nam Bộ được chia ra thành hai khu vực là Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Hỏi Tây Ninh thuộc khu vực nào hả bạn? Cô Lan đi mày. Cô Lan. Cô Lan. Tây Ninh. Ừ. Có chữ Tây. Ừ. Thì nó ở Tây Nam Bộ. Muốn khóc luôn bạn ạ. Ê, Yumi. Ủa Minh, tôi tìm bạn sáng giờ luôn á, không thấy bạn. À, mình mới từ phòng học nhạc ra. Ủa, Yumi biết đàn hả? Chắc đàn hay lắm hả? À, cũng bình thường à. Tôi muốn nghe Yumi đàn quá à. Bữa nào Yumi đàn cho nghe nha. Ừ, vài bữa mình sẽ đàn cho bạn nghe nha. Yeah. Ừ, bây giờ mình vô học rồi, bye bye bạn nha. Bye Yumi. Hey, Huy Minh, đi học môn thể dục của thầy Phúc kìa. Đẹp quá. Ê! Cái gì vậy? Ai à? Công tác tôi tại ông chứ bộ. Ông nhìn gái mặt ngu thế hơn á. Mệt lắm. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè. Gì? Tôi mới phát hiện ra Yumi vừa đẹp mà vừa biết đàn nữa. Trời ơi, người gì đâu mà hoàn hảo không? Ê Minh ơi. Hử? Hình như ổ cứng của ông sắp hư hay sao? Không có đâu, tôi mới thay mà. Mới thay hả? Ừ. Ủa mà ổ cứng là cái gì vậy? Hả? Cậu cũng là một người dùng máy tính nhiều mà cậu không biết ổ cứng là gì hả? Là nơi lưu trữ dữ liệu đó. Mà dữ liệu là gì? Dữ liệu là bây giờ để tớ nói tóm gọn cho cậu hiểu nha. Thì dữ liệu là nó giống như một cái thùng, và trong cái thùng đó nó có phim ảnh, Word và Excel, tất cả mọi thứ. Nói tóm lại nó là một cái lưu trữ dữ liệu. Yumi ơi, tớ đang dùng một cái thuật ngữ đơn giản đó mà cậu không hiểu sao? Không mà, nhiều khi người ta là con gái, người ta không tìm hiểu về công nghệ cho nên không biết là phải rồi. Không được nói nữa. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. À, bài này của Nguyễn Công Sơn hay ghê á. Cái gì? Wow, Yumi ơi, bài này là của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nha bạn. Thì Trịnh Công Sơn, tại vì mình nhầm thôi mà, chứng dịch lộn còn lộn mà, chi mình. Wow, bạn lộn tinh tế lắm. Ông muốn tôi đuổi ông về không? Thôi mình có việc, mình phải về đây. Ê, khoan đã, khoan đã. Không phải tự nhiên tớ nhớ ra cái câu hỏi lần trước mà mẹ hỏi mà tớ không biết. Điểm cực Bắc nằm ở đâu vậy Yumi? Bộ bạn thử mình đó hả? Không có, tại tớ không biết mà, tớ hỏi bạn thôi. Ở đâu vậy? Thì ở Sapa, Lào Cai, chứ đâu? Sapa, Lào Cai. Oh, cô hỏi
trả lời hay quá vậy. Không. Thôi chứ. Ông mấy bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa được không? Là khoan về nhá. Bây giờ là Nam Bộ được chia ra thành hai khu vực là Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Hỏi Tây Ninh thuộc khu vực nào hả bạn? Cô lên đi mày. Cô lên. Tây Ninh. Ừ. Có chữ Tây. Ừ. Thì nó ở Tây Nam Bộ. Muốn khóc luôn bạn ạ. Câu trả lời này thông minh lắm đấy. Thôi đi, để tôi nói chuyện với Yumi tí được không? Thôi, mình mệt rồi, mình đi về đây. Yumi à, khoan đã. Bạn nói giỡn đúng không? Chứ mấy cái kiến thức này là bạn biết đúng không? Như là cực bắc của Việt Nam á, là nằm ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Còn tỉnh Tây Ninh á, là nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, bạn biết mà đúng không? Thì Đông Nam Bộ được chưa? Nếu vậy hồi nãy Yumi nghĩ Busan là thủ đô của Hàn Quốc là thiệt á hả? Ừ, thì mình giỡn đó, được chưa? Được chứ, thủ đô của Hàn Quốc là gì bạn biết không? Không thích nói, sao bạn cứ lấy mấy câu này ra hỏi hoài vậy? Bộ tính chọc quê mình hả? Đâu có, hiểu lầm rồi. Minh, thôi đi. Thực ra không phải vậy đâu. Mà tôi thấy tại mấy cái kiến thức này là kiến thức căn bản mà. Mình đâu phải cuốn từ điển sống đâu. Bộ bạn nghĩ ai cũng thông minh như bạn hả? Đa số mọi người đều quên như mình thôi. Tôi không nghĩ vậy đâu. Đó chỉ là lý do mà bạn tự biện hộ thôi. Sao? Bạn thất vọng về mình lắm hả? Nếu không thích những người ngu dốt như mình thì quên mình đi. Không có Yumi à, hiểu lầm thôi. Mình về đây. Mà thủ đô của Hàn Quốc không phải là Busan mà là Seoul hả? Thôi, chắc là lộn rồi. Nhưng thế nào như vậy được? Tôi không tin là trên đời này lại có người dốt như vậy. Tôi không tin. Tôi cũng không tin là có người nào khùng như vậy. Yumi. Dạ. Con mở nhạc nhỏ nhỏ được không? Nhưng mà mở như vậy con mới feel được. Feel cái gì mà feel, mẹ nói cái lo nè. Không phải là con mở nhạc như vậy là con biết đàn đâu. Một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết. Dù gì con cũng học xong cuốn giáo trình căn bản rồi mà. Hay quá ha. Học giáo trình căn bản 5 năm trời. Bây giờ biết cái gì? Biết đàn tẩm 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 tẩm. Nhức đầu muốn chết. Yumi chơi đàn hay quá. Thôi kệ, bù qua xếp lại. Trên đời này có ai hoàn hảo đâu chứ.